Với cái tình trạng bệnh nhân bị dị ứng như thế thì chúng ta sẽ phải can thiệp phẫu thuật là gì? Mạnh bạo hay là vấn đề là rón rén để cho bệnh nhân không đau. Đó là cái mà chúng ta phải ứng dụng và chúng ta làm. Nên là cố gắng cả chị Hoài với cả Trang, khi mà chúng ta làm một ca lâm sàng ấy, cái việc mà phân tích dữ liệu ấy nó vô cùng quan trọng. Nên là khi làm chỉnh nha cũng hay cũng giống làm chỉnh implant thôi. Nếu mà chúng ta không phân tích, không có logic trong đầu ngay trong kế hoạch điều trị của mình ấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ gặp khó khăn, đúng không? Là một. Thứ hai là chúng ta phải khám lần lượt. Chúng ta có thể khám lại. Ví dụ khi chúng ta làm, chúng ta tiếp nhận, chúng ta khám từ vấn đề bệnh nhân của khớp cắn, chúng ta khám về gì, toàn thân của bệnh nhân, xem bệnh nhân có dị ứng gì không, bệnh nhân có vấn đề gì về sức khỏe hay không. Ví dụ bệnh nhân này là có dị ứng về paracetamol, dị ứng giảm đau, để chúng ta còn biết cách để chúng ta làm. Chúng ta phải phân tích phim của bệnh nhân, xem rằng là cái phim của bệnh nhân bản chất của nó là mất một răng, nhưng mà cái khoảng phục hình của nó là trên 12-13 mm, cái khoảng ở dưới của nó là khoảng 15 mm. Nên là khi chúng ta quyết định, chúng ta lựa chọn là gì, một cây implant 4.5 5.0, nó có đảm bảo cái lực lưu giữ hay không, đúng chưa? Và chúng ta quyết định xem là cấy 1 hay là cấy 2. Đấy là cái việc đầu tiên, là cắm số lượng. Và xương ở đấy ok, xương đảm bảo để chúng ta làm. Và nữa là chúng ta phải xem, ừ, với cái tình trạng bệnh nhân bị dị ứng như thế thì chúng ta sẽ phải can thiệp phẫu thuật là gì? Mạnh bạo hay là vấn đề là rón rén để cho bệnh nhân không đau. Đó là cái mà chúng ta phải ứng dụng và chúng ta làm. Và khi cấy như này thì cấy sẽ như thế nào? Chúng ta xem hướng của răng 6, hướng của răng 7, hướng của răng 5. Thì vị trí cấy là sẽ là như thế nào? Chúng ta ưu tiên là như thế nào? Chúng ta ưu tiên một cây hay ưu tiên hai cây? Cái này quan trọng. Chúng ta phải đặt, lúc này chúng ta phải ưu tiên cái vị trí gần và vị trí xa. Nghĩa là gì? Cái vị trí tiếp giáp với vị trí răng số 5 và vị trí tiếp giáp với răng số 7, còn khoảng trống bao nhiêu không quan trọng. Nó giống như thế. Chúng ta không còn quan trọng là gì? Khoảng cách giữa hai implant là bao nhiêu nữa? Nghĩa là khi chúng ta đặt được cái câu hỏi như thế thì các em sẽ làm được cái việc đấy. Và khi mỗi ca lâm sàng chúng ta phải làm như vậy. Nên là từ cái vấn đề chỉnh nha cũng giống như sang implant, anh muốn dạy cho các em là đó là cái sự cẩn thận, là sự chỉnh chu để chúng ta làm. Chúng ta đo, chúng ta làm. Chúng ta khi chúng ta không nắm được thì chúng ta phải cố gắng là chúng ta khai thác đã. Chúng ta có thời gian. Anh hạt to cho em. Ví dụ chúng ta đo trên lâm sàng ở đây, chúng ta thấy không? Đây là thực tế lâm sàng chứ không phải là trên phim. Phim nó còn sai số 20%. Bây giờ chúng ta đo trên lâm sàng bằng cây gì? Sông Nha Chu. Chúng ta xem là gì? Cái khoảng trống của nó khoảng 13 mm ở phần trên, đúng không? Đúng. Cái vị trí ở phần cổ này nó rơi vào khoảng bao nhiêu? 16 mm. Chúng ta bắt đầu xem khát khớp cắn của bệnh nhân. Anh cắn lại cho em. Cắn răng hàm cho em, bên này. Đừng nhìn khi mà khớp cắn không đúng, cắn lại bên này cho em. Cắn chặt lại. Vậy là thế, là khoảng trống phục hình cũng tương đối ngắn. Tốt. Nghĩa là không có, nó khoảng 5-6 mm nên không được tốt, phải 7 mm trở lên thì tốt, đúng không? Há to cho em. Cái hướng của cái implant chúng ta cũng xem ok, cái hướng và cái bản xương của nó chúng ta đọc nó ok, không có vấn đề gì nhiều, xương loại 1. Đúng chưa? Chúng ta xem, thế vậy là gì? Ca này là gì? Mình sẽ cho cách cái implant, cách cái chân răng là bao nhiêu? Khoảng 1.5 mm. Vậy là gì? Mỗi cái chúng ta sẽ cách sang bao nhiêu? 3. 3, cây 3.5 ạ? À? Mình cây 4.0. Thì chúng ta được, ví dụ như là gì? 3 mm hoặc là 4 mm, đúng không? Cách chân răng là 4 mm ạ? Ví dụ như là 3-4 mm, đúng chưa? Chúng ta thấy ở trong vị trí này chúng ta đặt vào đây. Tân tính. Cái vị trí thứ hai chúng ta lại đo tiếp tục ở cái vị trí này, khoảng 4 mm. Chúng ta sẽ tính được cái vị trí là bên này. Nghĩa là gì? Khi các em tính được cái vị trí này rồi thì chúng ta bắt đầu là mới có được hai implant. Anh há to cho em. Bởi vì vị trí hai implant chúng ta cũng chỉ cần là gì thôi, 2 mm đến 3 mm là được. Nhưng nếu chúng ta cắm một cây vào vị trí đó, xong tí chúng ta đi tìm cây thứ hai, chúng ta sẽ không có cơ hội để chúng ta tìm nữa. Nên là việc cái này là gì, mình sẽ phải định vị song song cả hai cây đi cùng, đúng không? Anh há to cho em. Ví dụ ca này chẳng hạn, anh phân tích suy anh đi trực tiếp luôn, đúng không? Và anh chỉ cần cây cắm cây 10 thôi, em hiểu không? Nên là cố gắng những cái giai đoạn và chị Hoài này, mình phải càng chỉnh chu bao nhiêu ấy thì sau này là mình càng gì, cẩn thận bấy nhiêu, cũng tạo thành cái thói quen.
cái thói quen này nó giúp chúng ta đọc nhanh hơn, mặc dù chúng ta không cần là gì phải nói ra miệng, chúng ta chỉ cần nhìn phát là chúng ta làm sao, chúng ta suy luận nó ra thì nó sẽ rất là nhanh. Đã tâm hết cả. Nên anh mới nói là trong chuyên môn ấy, tại sao chúng ta không phải tin bất kể ai, hiểu chưa? Bởi vì sao? Mình không phải là không tin, là vấn đề là gì? Mình luôn luôn là gì? Là người làm sao? Trực tiếp kiểm tra lại khi chúng ta quyết tâm chúng ta làm. Nên là ví dụ khi nhổ răng hay gì ấy, hay tâm hết cả. Chúng ta phải xem lại hồ sơ của mình thật kỹ nữa. Đúng chưa? Mình xem là gì? Hai cái chân răng nó sẽ nằm ở vị trí này. Đúng chưa? Đó, bởi vì chúng ta sẽ chấp nhận đây là hai cái răng cuối, hai răng cuối nhỏ để chúng ta làm. Cái vị trí của răng 4 thì chúng ta lại thấy là gì? Nó sẽ ưu tiên cái trục song song nhiều hơn so với răng 5, răng 7. Bởi răng 7 nó làm sao? Trụng chân. Các em để ý trong chân răng 7 kìa, nó thoải mái, em không bao giờ bị sát. Vậy là gì? Cái ưu tiên của em là gì? Anh hả to chưa? Anh hả to hết cơ ạ. Cái trục của anh thì ạ, anh sẽ đặt ưu tiên cái thằng răng này đúng không? Đặt làm sao để cho nó song song nhất và giữa tâm nhất đúng không? Đầu tiên chúng ta xem một cái định hướng của cái chân răng này của mình mong muốn. Ok. Dạ. Xem là cái trục của cái cung hàm đầu tiên, xem cái cung răng 5, răng 7. Đó. Cái hướng nó hơi ngậm lại từ từ cho em thôi. Hơi ngậm từ từ thôi. Hơi ngậm nhẹ. Hơi ngậm. Rồi. Hát to xem. Mình có thể hơi lệch. Hơi lệch ra ngoài một tí nữa đúng không? Vậy là chúng ta xong được một cái trục đầu tiên. Xong trục đầu tiên chúng ta sẽ chuyển dịch sang cái trục thứ. Trục thứ hai. Anh hát ra xem. Lúc này anh sẽ là gì? Lấy cái thằng thứ hai này. Nên là bây giờ mình sẽ đã dựa vào cái thằng trụng cung này mình sẽ đi. Nên là mình lấy cái mũi luôn của 3.5 này. Của nó đấy, mình làm cây định vị pin chính xác của nó. Anh hát ra xem. Xem là cái quay không này. Đấy là thử ngoài. Thử trong ấy thì anh cũng luôn luôn là gì? Đứng ở trên miệng. Đấy à? Anh luôn luôn là gì? Quay nhẹ một tí. Đặt vào trong này anh cũng hơi đặt và rút lên một tí. Đặc biệt là gì trong gì? Hàm trên. Nâng xoang. Trong nâng xoang thì luôn luôn phải kiểm tra sát cho anh. Bởi vì chỉ cần một động tác sai đấy thì em biết hậu quả là gì không? Thì nên vào xoang. Đúng rồi. Ở dưới này khoảng gần 1 ly ở cái vị trí ở cái đường vạch vừa nãy. Chúng ta phải xem quan sát được tính đợt tính. Để lại bình luận ngay bên dưới để được giải đáp mọi thắc mắc và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nội dung nha khoa hữu ích mỗi tuần nhé.